nhau hơn, điểm tốt cho nhau bằng những nụ cười, điểm tốt cho nhau bằng những mầm xanh tươi. Cuộc sống đã đến lúc chúng ta cần nhau hơn, điểm tốt cho nhau bằng những niềm tin, điểm tốt cho nhau bằng những tia hy vọng sáng ngời. Hãy cho nhau những niềm vui, hãy cho nhau chút tình người, hãy cho nhau lời ngọt ngào trên tủ sách tiếng quê hương. Ngay từ khi đặt chân lên đất Mỹ cuối năm 1999, nhà văn Uyên Thao đã nghĩ đến một nhà xuất bản để in những tác phẩm nói lên hiện tình thực sự của đất nước. Từ năm 2000 tới 2022, tủ sách tiếng quê hương đã xuất bản 90 tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau. Dịch giả Phan Lê Dũng sinh quán Sài Gòn, vượt biên năm 1978, định cư tại Hoa Kỳ 1980, tốt nghiệp kỹ sư điện University of Connecticut 1986, đã viết cho báo Văn, Làng Văn 1985-1988, Hiệp Hội 1989-1997. Những sách đã chuyển ngữ. Trong Gọng kềm lịch sử 1988, In the Jaws of History, Bùi Diễm and David Chanoff, Nét chấm phá của bức điêu khắc truyền thần 1990, Chinese Mosaic, Betty Bao Lord, Những năm tại tòa Bạch Ốc 1992, The White House Years, Henry Kissinger, Cuộc chiến leo dốc 2015, Uphill Battle, Frank Scotton, Than hồng chiến cuộc 2018, Embers of War, Frederick Lauchvoir, Ký giả Nguyễn Tú và Cái giá của sự can đảm 2021, Journalist Nguyễn Tú and the Price of Courage, George J. Viet, Việt Nam Đại Bi Kịch 2022, Vietnam An Epic Tragedy, Max Hastings. Kính thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt quốc gia định cư trên toàn thế giới từ 47 năm qua, sau khi đất nước chúng ta bị chế độ cộng sản xâm chiếm và thống trị đen năm 1975,
tất cả sinh hoạt của chúng ta đều được bắt đầu vào lễ trọng quốc kỳ quê hương thứ hai của mình và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Lá cờ vàng, ba sọc đỏ được công nhận tại khắp các châu lục Âu, Á, Mỹ, Úc cũng như trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada. Đặc biệt, tại vùng thủ đô Washington, cờ vàng là biểu tượng của tự do, dân chủ và quyền làm người. Đến đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đứng lên cử hành lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Hiến Trung Quốc Hoa Kỳ. Vì chánh nghĩa quốc gia, lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền trong cuộc chiến quốc cộng đơn hóa một cộng sản và trên bước đường quyền tự do sau tháng Tư Đen năm 1975. Phút mặc niệm bắt đầu. Trung tâm giáo dục tỉnh Hòa Bình chào mừng quan khách và giới thiệu
buổi ra mắt sách hôm nay. Trước hết con xin được kính chào quý cô bác, quý anh chị, quý chú đại diện cho các hội đoàn, giống như là những thân hồn cũ, những người viết văn ở trong vùng thủ đô Hà Nội có mặt ở đây ngày hôm nay. Đây là một cái vinh dự cho những anh chị em ở trong ban tổ chức phối hợp chỉ trong vòng 2 tháng mà chúng tôi có được cái buổi ra mắt sách như thế này. Và cũng phải thành thật mà nói thì cái tác phẩm mà chúng tôi rất thích là cái tác phẩm Việt Nam đại biên kịch. Vì chúng tôi thành thật mà nói ít cái đọc sách mà dày lắm, nhưng mà chúng tôi đã đọc hết cái cuốn sách như vậy. Nguyên tác của nó là 895 trang, nhưng mà khi Phan Lê Dũng dịch thì còn lại là 868 trang. Và ngày hôm nay bên cạnh Thanh Hồng Chiến Cuộc và Việt Nam đại biên kịch thì chúng ta sẽ có tiếp xúc với lại một số người ở trong ban tổ chức, mà những người này trong 2 tháng qua đã làm việc rất là chân tình. Và một lần nữa con xin được thay mặt cho quý anh chị em ở trong ban tổ chức cảm ơn quý cô chú, quý anh chị, quý bác đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin mời nhà văn Đào Thường Phúc giới thiệu nhà xuất bản Tủ Sách Tiếng Quê Hương. Anh nguyên là chủ bút tuần báo phố nhỏ tại thủ đô Hà Nội, là một thành viên trong nhóm điều hành Tủ Sách Tiếng Quê Hương. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự buổi sinh hoạt của Tủ Sách Tiếng Quê Hương do đài VATV, Hội Người Việt Quốc gia và các thần hữu bảo trợ. Tháng 10 năm 2022 là thời điểm đánh dấu đúng 22 năm hoạt động của Tiếng Quê Hương. 22 năm trước đây, khi hai ấn phẩm đầu tiên là Giữa Đêm Trường và Thân Phận Ma Chơi của Nguyễn Thủy Long vừa được phát hành, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã giới thiệu Tủ Sách Tiếng Quê Hương là cơ sở xuất bản với chủ đích đem lại cho độc giả Việt Nam hải ngoại những tác phẩm phản ánh trung thực cuộc sống tại quê nhà. Chủ đích ấy cũng chính là tâm nguyện của nhóm chủ trương, như lời tự sự của nhà văn Nguyên Thảo. Ước mong Tủ Sách trở thành nhịp cầu nối kết mọi người Việt Nam tha thiết với tiếng nói quê hương và vận mạng chung của dân tộc. Ước mong tiếng nói thiết tha từ đáy lòng những người trọn đời gắn bó với mọi thăng trầm cay nghiệt của quê hương sẽ không trở thành tiếng kêu trên sa mạc. Trong 22 năm qua, báo chí hải ngoại cùng các đài phát thanh VOA, RFA ở Hoa Kỳ, RFI ở Pháp, BBC ở Anh, SBS ở Úc đã liên tục nhắc về Tủ Sách Tiếng Quê Hương với những ấn phẩm thuộc nhiều thể loại. Thứ nhất là các tác phẩm được viết ngay giữa lòng chế độ cộng sản, nhưng tác giả chỉ có thể gửi bản thảo ra hải ngoại để xuất bản. Ví dụ như Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của Tô Hạc, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Gửi Lại Trước Khi Về Cõi của Vũ Cao Quận, Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của Phạm Thanh Niên, và mới nhất đây là Những Cánh Buồm của Phạm Đình Trọng. Thứ hai là các tác phẩm lột trần bộ mặt thật của một chủ nghĩa phi nhân và tập đoàn lãnh đạo man trá. Ví dụ như Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp của Minh Võ, Những Sự Thật Cần Phải Biết của Đặng Chí Hùng, Tuyển Tập Cộng Sản Và Tôi của 70 tác giả trong nước. Thứ ba là các tác phẩm và dịch phẩm mang tầm vóc quốc tế đã vẽ lên những bức tranh sắc sảo về chiến tranh Việt Nam cũng như về thời cuộc Việt Nam. Thí dụ như Tử Tội của Chóe, Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên của Pierre Dacour, Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc của Frank Scotton, và mới nhất là Việt Nam Đại Bi Kịch của Max Hastings. Kính thưa quý vị, vào cuối năm 1999, sau hơn 10 năm trong nhà tù cộng sản và chỉ đúng một tháng sau khi đặt chân đến Mỹ, nhà văn Nguyên Thao
đã trình bày lý do đưa nên quyết định thành lập tủ sách tiếng quê hương, mong góp phần lưu lại những cảnh ngộ cùng tâm tư của người dân Việt Nam đắm chìm giữa bão táp lịch sử, hầu giúp chứng liệu cho những người muốn tìm hiểu về giai đoạn mà chúng ta có mặt, và xa hơn nữa là lưu lại cho các thế hệ mai sau tiếng nói chân thực nhất của các chứng nhân về một giai đoạn của đất nước mình. Tiếng quê hương đã cố gắng tồn tại suốt 22 năm qua, mặc dù phải đương đầu với rất nhiều gian nan trở ngại, mặc dù sức khỏe của người sáng lập và điều hành tiếng quê hương ngày càng suy yếu, nhưng tiếng quê hương vẫn đứng vững được. Đó là nhờ sự ủng hộ tự nguyện của các văn hữu cũng như của độc giả bốn phương. Vì vậy, nhóm chủ trương tiếng quê hương không kỳ vọng gì hơn là sẽ được tiếp tục đón nhận sự ủng hộ ấy vì tấm lòng chung của tất cả chúng ta cho một quê hương đã gánh chịu vô vàn oan khiên nhưng mãi mãi vẫn tràn đầy sức sống. Hồi cuối tuần trước, mấy anh em chúng tôi chúc mừng nhà văn Nguyên Hào nhân dịp sinh nhật thứ 90 của ông, cũng vừa đúng vào thời điểm sinh nhật thứ 90 của nhà văn Nguyên Hào, đúng vào thời điểm thư mục của tủ sách tiếng quê hương đạt được con số 90 ấn phẩm đã xuất bản. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu tới tham dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và chúng tôi xin kính mời quý vị bước vào chương trình ra mắt hai ấn phẩm mới trong năm 2022 của tủ sách tiếng quê hương. Cảm ơn quý vị. Xin thưa quý vị, tiếng nói chương trình nhà văn Nguyên Thao Vũ Quốc Châu sẽ trình bày với quý vị lý do tiếng quê hương xuất bản hai tác phẩm lần này, Tham Hồng Chiến Cuộc và Việt Nam Đại Diễn Kịch. Ông Nguyễn Thao sinh năm 1933 tại Hà Nội, bắt đầu viết văn từ năm 1952, vào Sài Gòn năm 1953, cộng tác với nhiều tờ báo và làm việc tại Đài Phát thanh Sài Gòn, Bộ Thông tin và sau này là Bộ Dân vận Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa. Sau Tháng Tư Đen năm 1975, ông bị Việt Cộng giam cầm 11 năm qua nhiều trại lao động khổ sai, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1989. Xin chúc mừng sinh nhật và xin mời Quân trưởng Nguyên Thao. Với tôi lý do in hai bản tác phẩm của tiếng tích do vô vô là một sự rất đơn giản. Tuy nhiên tôi không biết tìm ra thời gian sau khi đặt bản ra tên sổ. Ngày 30 tháng 4 năm 75, tác giả Tham Hồng Chiến Cuộc mới 13 tuổi và là một người Mỹ gốc Thụy Điển. Sau khi thành sử ra vì cuốn hút thời cuộc chiến Việt Nam, ông đã bày tỏ mục đích của tôi viết cuốn sách và làm sống lại thiên anh hùng ca thế kỷ 20. Năm 2013, ba tổ chức văn hóa đã nối tiếp trao giải thưởng cho Tham Hồng Chiến Cuộc với sự định giá là công trình siêu phẩm đáng ngày phúc chiết và tổng hợp hoàn hảo. Tác phẩm còn nhận thêm giải Pulitzer với lời khen là tác phẩm lịch sử cân xứng nghiên cứu sâu sắc năm 2018. Tôi biết thêm tác phẩm Việt Nam Đại Diễn Kịch 1945 1975 của sử gia Anh được Đài BBC nêu một số chủ điểm theo cách nhìn của tác giả như sau. Thứ nhất, các kho tài liệu Mỹ phát Hà Nội về cuộc chiến Việt Nam dù khó tìm. Thứ hai,
phía Bắc Việt không giấu được lúc tàn nhẫn, và phía Mỹ không giấu được sự ngu dốt nên đã có hành vi tệ hại ngược với mong nước của người dân Việt Nam. Từ các giới thiệu này, tôi thấy cần phổ biến cả hai tác phẩm với hy vọng sẽ tìm được sự thông cảm hiếm hoi từ giới chuyên gia quốc tế về cuộc chiến Việt Nam. Qua các trang sách, trước mắt tôi luôn là một dòng suối cuồn cuộn tình cảm não nhảy theo thẻ. Ngay lúc này là cảnh đoạn đường giữa Biên Hòa và Long Thành ngày 23 tháng 4 năm 1975 qua lời kể của nhà đạo cụ. Tôi dừng tại đoạn đường vắng tanh, bên trái có hai xe tải vỡ tan vì đạn pháo rồi mặt cháy, bên phải một xe lăn đất ta nát vụn làm tôi nổi da gà. Do xác một đứa bé cỡ 10 tuổi treo lủng lẳng, tay lòng thầm, đầu bị đạn cắt đi quá nửa đến cả mắt. Trong thùng xe còn hai xác một phụ nữ và một bé gái ôm nhau ngực vào mặt đều mềm nát nó men hung bạo. Một cảnh khác và hôm nay cùng do đặc vụ một nhóm thiếu niên 15-16 tuổi chỉ với hai quả lựu đạn trong tay vẫn chờ đối đầu với chúng ta. Cùng lúc đó dưới ánh sáng giáo đường, cha mẹ chúng quỳ gối cầu xin Chúa ban cho chúng đủ can đảm để không lùi bước trước cánh chiến. Khó có cảnh bi thảm nào so với cảnh cha mẹ quỳ gối cầu xin cho đàn con trở lại sẵn sàng nhận cái chết để cố chặn và tái vui cướp hoạt sự xuân. Dù là về Pháp, đặc vua đã ghi lại dòng chữ như một cái tiếng gào thảm thiết. Tôi muốn gào lên, muốn hét to cho thế giới cùng nghe, hãy để cho họ được sống, hãy chấm dứt sự đau khổ của họ. Cuộc sống mà đặc vua hét gào không hề hiện hình, và ký ức tôi nổi bật một vùng người đó, mà trong đó một thiếu phụ chưa tới tuổi 30 ôm chặt hai đứa con dãy dùa điên cuồng. Thiếu phụ đã nổi lửa tự nốt căn lều và kềm cứng đứa con trai 5 tuổi. Đứa con gái mạnh cường để cả mặt ba mẹ con cùng được thiêu sắc. Chuyện xảy ra ngoài trại tù chúng tôi dưới chân núi Chúa Cha cuối năm 1980. Đầu năm 1975, cảnh tương tự tái diễn trên tỉnh lộ 7 mà khi giảng đến chỗ đã ghi lại lời kể sau cùng cụ già. Hơn 100.000 người chúng tôi từng dân cô như bộ đồng gánh mọi thứ nhưng không có thức ăn, không có nước uống liên suốt 3 ngày 3 đêm như vậy. Gần tới sông Ba, một toán bộ đội từ trong rừng xuất hiện, có người cầm cờ đi đầu phát loa ra lệnh để chúng tôi quay về, nhưng quá nhiều người ở phía sau cứ dồn tới, thế là bọn cộng sản bắn mọi loại súng thẳng vào chúng tôi, dọc con đường đang kẹt đi. Một trái pháo chém ngang con gái tôi và hai đứa con của nó. Tôi ôm đứa cháu chín tuổi cố chạy, đứa bé thì mình già xương quanh lưng, nó thét lên ông ơi được cháu thủng đường đau lắm. Rồi nó không nói, nó là chết. Cuộc sống Việt Nam còn thêm nhiều hình ảnh qua lời kể từ một đảng viên cộng sản và một bộ đội có mặt sáng 21 tháng 4 năm 1975 tại một ấp thuộc Xuân Lộc. Qua hai chiến tranh này, hơn 150 cư dân ấp Phú Mỹ và 100 người chạy loạn từ Long Thành đã biến thành thây ma lập ngọn. Cuộc thảm sát xảy ra ngay sau khi bộ đội tràn vào ấp, lùa dân chúng từ các dãy nhà hai bên ra mặt đường rồi liên cuộc xả súng. Năm 2015, trên đài AFS, bộ đội Trần Đức Thạch cho biết nó không rời nổi vụ thảm sát. Với ám ảnh mãi bộ đội Trần Đức Thạch không thể cân nín, nên khi tâm được nhìn vào
năm 2000 lãnh án 8 năm tù. Năm 2009 lãnh chín tháng 3 năm tù, 3 năm quản chế. Và ngày 23 tháng 4 năm 2021 kết án 12 năm tù, 3 năm quản chế. Tổng cộng phải lãnh 23 năm tù, 6 năm quản chế. Thì lúc này đang sống giữa 4 nước Pháp nhà tù. Nhưng trong ý nghĩa của tôi, vô số nạn nhân bị tàn sát cùng cán bộ đội dân Đức Thành đang ở tù, vẫn may hơn nhiều người còn sống sau các tiếng lực lượng mà nổi bật trong ký ức tù là con tàu chở 103 người từ năm 1985. Con tàu bất ngờ cơ máy trôi 18 nhà trên khiến 20 người chết, chỉ còn lại 83 người, đa số là phụ nữ trẻ con kiệt sức. 19 ngày sau, con thuyền mới được một tàu đánh cá khi được tân cứu đưa vào mở, thì đã có thêm 31 người chết. 52 người còn sống cho biết phải qua một cảnh hãi hùng khủng khiếp khi cố giữ hơi thở bằng cách nhai nuốt thân xác các mạng đồng hành. Câu chuyện khiến tôi nhớ về một người tù trẻ đi đầy vào chung phòng giam với tôi ở Sài Gòn 3 ngày. Mấy ngày đó anh ra cái vùng sướng ở khoảng không, chốc chốc lại có khoảng mặt kêu mấy chú không, không giờ. Về sau gặp một bạn tù chung nhà của anh ra, tôi biết họ cùng vượt biển nên tàu của họ gặp bão thì sóng biển và một bãi ngập lá chẳng mà bị trúng tàu. Tại đây họ không có thứ gì ngoài thân xác các bạn đồng hành. Người kia cho biết anh ta ở dân Huế có người yêu cùng một người vì chết, do đó anh ta cố chống cả lắm nhưng quyết bảo vệ xác người yêu cho cái kia mà tàu Bình Dương cộng sản bất ngờ kẻ hay là nhận ra họ và đưa hết về các nhà tù. Rõ chuyện nhưng không đoán nổi nỗi kinh hoàng của người phải nhai nuốt thịt ra người chết lẫn người cố giữ cái xác người thân và được cào xong. Tôi nghĩ nếu tất cả cùng chết như những người đã chết, kể cả chết như các nạn nhân trên con tàu bị tàn sát năm 1990, nhưng may mắn hơn đó là con tàu chở 103 người rời đảo Hòn Tre và từ Nha Trang tháng 4 năm 1990. Vừa ra khơi một cơn bão bất ngờ tới trở đêm khiến tàu mất cứu, nhưng nguy cấp không thấy có ánh đèn từ một khoảng không xa. Tàu lập tức hướng về đó với hy vọng là một nào trên đất liền, nhưng khi tới sát đảo các tàu bị kẹt đá nằm hết nước hết một nhóm lội vào đảo tìm chết cứu. Vừa đặt chân lên bãi cát không nghe tiếng loa bằng tiếng Việt ra lệnh tất cả đứng lại. Cả nhóm chết sinh chỉ từ án ổn bị bắt về đi tù sẽ khỏi nhiệm vụ sát dân nghiệp. Nhưng khi cả nhóm vừa đứng thẳng đưa ta lên thì hàng loạt đạn từ bảo số xả bắn thôi, gần 20 người gục ngã trong chớp mắt, chỉ có 3 người chạy thoát về được lại con đường. Do tàu hết đi động nổi nên tất cả đàn bà trẻ nít vội lên môi hướng về đảo quê thóc xin tha mạng. Lúc đó trời đã sáng, mọi người thấy rõ trên đảo nhiều toán bộ đội cùng vợ con họ đứng nhìn ra con tàu. Đàn bà trẻ nít la khóc xin cứu giúp, nhưng đó là lúc đủ loài súng nối nhau nhà đạn vào đám đàn bà chạy nước đám bốn người cô dạy. 130 người trên đầu thì còn 4 người nhảy xuống biển mặc cho sóng cuốn đi. Và về sau kể là ngày này được sóng xô tới bên một cần câu đang gặp tờ trên mặt biển. Đó là một cần câu chờ 11 người và 2 đứa bé thì bà Rịa cũng vừa bị bắn nhưng nhờ không mắc cả nên được sóng cuốn đi.
Trên thuyền lúc này còn hai đứa bé với 10 người lớn mà thanh niên bị bắn nát hai vai đang nằm dưới hầm đấy. Thì cha của hai đứa bé đang bị bắn chết. Rồi truyền rút thêm 3 người từ con tàu mắc cạn từ sóng cuốn tới để ấp ủ 16 người sau khi anh thanh niên bị thương thất thật. 143 người trên hai con tàu thì còn 16 mạng trong số của hai người này. Thì là tất cả thoát thoát thở cho tới ngày thứ 30 linh linh trên biển khi được một tàu buôn một phát hiện và cứu. Hình ảnh 16 nạn nhân xuất hiện trên báo như các bộ xương với hộp sọ như hộp cạp, nhưng không hề được các bạn an hồng kiếm hộ nhạc thân. Các trang sách thì tô vẽ nhân vật được tả là người Việt Nam tôn sùng như cha già thân phận do vận dụng chủ nghĩa cộng sản kích động tinh thần ái quốc tạo nên tên anh hùng ca đánh bại các kẻ thù thực dân đế quốc gây dựng cho Việt Nam cuộc sống tốt đẹp chưa từng có suốt hai thế kỷ qua, nên không có sự việc nên và danh từ truyền nhân chỉ nhắm là số người Hoa bị nuôi còn Việt Nam. Các danh sách trên rổ tên âm vang mấy lần cuối lá thư tuyệt mệnh của một thanh niên gửi người chị đang chờ như sau: chị thương, hôm nay em đã bị từ chối tư cách chị nào, sáng mai em sẽ trao cổ tự phủ để thoát ngoài nỗi khổ, nhưng lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh chị để che chở cho chị và các cháu. Người viết thơ là Nguyễn Văn Hai, 27 tuổi, trao cổ thành đại cấm quan tiếp Hồng Kông vào đêm 16 tháng 2 1999. Cái tên Nguyễn Văn Hai xa lạ đã đẩy ra trước mắt tôi một loạt tên chưa bao giờ nghe. Trước hết Lâm Văn Hoàng, 22 tuổi, tháng Giêng năm 1991, từ đỉnh cao bằng vách đá chạy Colorado Ba Lan đã lao xuống biển cho sông cuốn biển sau khi bị từ chối từ cách tình cảm. Kế tiếp Trịnh Thị Kim Hương, 28 tuổi, tự thiêu tại giải Cao Lăng Nam Dương 30 tháng 8 năm 1991 vì cùng lý do như hai người chính. Rồi Lâm Thị Hồng Hạnh thì mới 16 tuổi, tự thiêu tháng 2 năm 1993 vì không có ai thân thích nên cao ủy thì nạp liền múa không cứng sâu. Trước ngày Hồng Hạnh tự thiêu thì 2 tháng Hoàng Thị Châu Cúc, 26 tuổi, cải tự cho cổ cải tạo sự kiếp thái là tháng 12 năm 1990. Dù đã nêu đủ chứng cứ phải ra đi trên cha chết trong trại tù nhà vệ tình Châu để đổi nhưng kinh tế mới nên đã vượt đi mà không được chấp thuận. Cuối cùng là Nguyễn Ngọc Vương, 25 tuổi, và tới trước cửa văn phòng cao ủy tình đảng Liên Hợp Quốc đã xuyên ghế vào lại ngày 3 tháng 5 năm 1992. Từ tay đâm những dao nhỏ vào giữa tim và gục chết trên bàn thờ. Tôi chết đi không vì tuyệt vọng mà vì muốn đem lại niềm hy vọng và sự sống cho nhiều người khác. Cái thầy các hình ảnh này cho thấy thực tế đời sống Việt Nam ra sao và niềm hy vọng mà Nguyễn Ngọc Vương mong mũi dao từ lân vào trái tim này sẽ tác động thế nào. Rõ ràng không khó được ai cũng vừa từng thấy là từ đầu thế kỷ 20 con dân Việt Nam nhiều thế hệ đã tiếp nối vứt bỏ thân xác thì cố xua rồi các thế lực phi nhân các con tim đá thố hầu tạo trên quê hương cuộc sống an lành giữa các vòng tay tương trợ thân thương. Nhưng tới giờ này
cuộc sống chân thật, những điều mây ảo giữa các phòng mây các lương cả ta. Vì thế đầu tháng 7 của chiến bại nhà khi đứng lại đoạn đầu quốc lộ 1 ngổn ngang sắp chết, tôi đã thấy những cái kẻ mà tất cả hai năm chiến cuộc cả tô vẽ là ân nhân của dân tộc Việt Nam xuất hiện trong lòng, và tôi có trong sao để kinh sư để chúc hết mọi văn nhạc mà tôi có ở thân xác những kẻ. Đây là những chưa bao giờ tôi có, ngay cả trong lúc này sống với kinh sư. Nhưng lúc này tôi lại thấy vòng mây ảo không chỉ có các thế lực tư nhân và các con chim dạ thú ta quen thuộc, trái lại vòng mây còn thêm nhiều tiếng nói bất hư cố dập phôi thực tế Việt Nam bằng các lỗ lực đổi trắng thay đen theo nhiều cách, với hàng triệu oan hồn uổng từ còn đất trôi dạt giữa rừng sâu hay trên biển cả. Thì các tiếng nói mất lương này chính là những gì đó tàn ảo đang thẳng sâu vào các con tim chưa ngừng nhức nhối bất thức thần ngay giữa con tim. Nhưng tôi không tìm hiểu cách hành xử với các tiếng nói này, nên chỉ mong được thấy một lời đáp thích ứng từ ngoài bản đọc sau khi đọc qua các tập này. Đó là lý do chúng tôi gửi hai phong sách tới đến mọi người.